Rồi, chào các bạn, mình là Tiến trong kênh Mít Tiến nha. Rồi, các bạn biết mình đang đứng ở đâu không? Mình nói ra các bạn sẽ sửng sờ liền. Mình đang đứng ở bãi biển Kimalago. Nghe cái tên quen không các bạn? Kimalago là cái biển nào? Đó là cái biển mà cái nhà của ông Trump ở Florida đó các bạn. Đó, để mình quay ngoài sau cả nhà đi xem nè. Đó. Thì á, bây giờ á, mình sẽ đi trên con đường này. Mình sẽ quay biển một chút, xong cái mình quay con đường này đi tới nhà ông Trump. Từ cái con đường này á, là toàn là nhà đại gia không. Và từ cái chỗ mình đứng tới nhà ông Trump có 5 phút chạy xe thôi, chưa tới 5 phút chạy xe. Mình sẽ quay dọc con đường này để cả nhà thấy là hàng xóm của ông Trump như thế nào ha cả nhà. Rồi xong, cái quan trọng nhất là khúc cuối mình sẽ quay nhà ông Trump cho cả nhà mình xem nha. Rồi, cả nhà thấy chưa, đây là biển nè. Đó, biển này là biển Đại Tây Dương. Ở bên Cali mình là Thái Bình Dương, còn cái này là Đại Tây Dương nha các bạn. Đó, mọi người đang tắm biển. Biển rất là trong xanh và đẹp luôn, các nhà thấy chưa? À, rồi, trên khu vực biển này á, tại đây là cái khu vực công cộng cho nên là nó có nhiều cái condo với apartment đồ này kia. Các nhà thấy không? À, để mình đi ra mình quay rõ hơn cho cả nhà mình xem nha. Cái con đường như thế nào? Đó, đây là con đường dọc bờ biển. Rồi, bây giờ mình đi xuống biển, mình quay cho cả nhà xem biển ở dưới đây thật là nhanh. Rồi sau đó cái mình sẽ quay cái quãng đường tới nhà ông Trump để mọi người thấy được toàn cảnh là ông Trump như thế nào, cái khu vực của ông Trump ở như thế nào và nhà ông Trump ra sao nha. Rồi, bây giờ mình đi xuống nha các bạn ha, cho cả nhà coi biển. Lần nữa, ở đây là biển Đại Tây Dương. Cái chỗ này là Kimalago. Kimalago nó là một cái dải đảo dài nha các bạn. Nó giống như chìa khóa cho nên ta gọi là Key. Và cái dải đảo này nó có dài cây cầu để bắt qua. Và chắc là tại ông Trump ở đây cho nên nó làm một cái cây cầu mới các bạn. Cái này nó nằm ở Palm Beach, thành phố Palm Beach nha các bạn. Trời, nước trong xanh dễ sợ luôn. Các nhà thấy không? Đó, thì nhà của ông Trump là nằm ở cái hướng đó cách đây 5 phút nha. Bạn mình sẽ tới đó. Sóng ở đây nó tương đối mạnh hơn là cái chỗ biển Miami các bạn, cho nên là người ta có thể lướt sóng được. Và biển ở đây nó lài cho nên cả nhà thấy không, người ta ra xa như vậy mà người ta vẫn mới đứng tới bụng mà, cho nên là biển ở đây nó cực kỳ thích hợp để tắm nha các bạn. Rồi thôi, bây giờ mình đi lên. Rồi cả nhà, bây giờ mình sẽ từ dưới biển mình đi lên bãi biển, mình ra xe và mình sẽ quay cái đoạn đường từ đây tới nhà ông Trump để cả nhà thấy con đường tới nhà ông Trump nó như thế nào, rồi xong hàng xóm của ông Trump như thế nào, rồi cuối cùng là sẽ tới nhà ông Trump nha, đón xem cùng với mình.
Rồi cả nhà ơi, mình quay cái khu nhà ông Trump á, không được nhiều. Tại sao? Tại vì á, ở đó là mấy cái cảnh sát này kia họ rất là đông. Khi mà mình dừng lại ngay chỗ đó đó là mình dễ bị hỏi lắm. Với lại á, các bạn biết là nhà của yếu nhân mà nó rất là kính cổng cao tường, mình quay đường vậy là rất là tốt rồi các bạn. Ở Mỹ vậy là tốt lắm rồi đó. Nhưng mà mình tìm ra một cái vịnh mà nhìn qua cái vịnh này thấy được nhà của ông Trump để mình quay cho cả nhà nói. Đây là cái vịnh, đây là cái con đường, cái vịnh nè các bạn. Ở đây là đất liền, đây là cái vịnh, còn cái đó là Kimalogo, có nghĩa là một cái đảo, mà cái đảo dài thượt vậy đó các bạn. Ở bên kia cái đảo đó đó là biển Đại Tây Dương đó. Cả nhà thấy mấy cần cẩu không? Mấy cái cần cẩu là cái kế bên nhà ổng, nhà ổng bên trong á có thể là nhà của tổng thống, cho nên là bây giờ họ có cái công trình họ làm các bạn ha. Để mình zoom vô cho các bạn xem đó. Nhà ông Trump là ngay đó đó, thấy cái chóp đỉnh nhà ông Trump không? Cả nhà thấy không? Đó, cái đỉnh nhà ông Trump á. Đó. Thì á, nhà ông Trump là nó nằm từ đây nè. Nó qua tới đây luôn là nguyên sân góp và cái guest house đó. Đó cả nhà thấy không? Rồi cây cầu nè, cây cầu cũ. Và có thể tại ông Trump về đây nó xây một cây cầu mới. Cả nhà thấy chưa? Đó, cả nhà mình thấy không? Đây là nhà ông Trump nè. Đó, cả nhà thấy chưa? Cả nhà thấy video này không? Mình cố gắng lắm rồi đó, là mình chạy từ Miami tới đây là 2 tiếng đồng hồ để mình chỉ quay nhà ông Trump cho cả nhà thôi. Nếu cả nhà thích thì nhớ like, share, comment, đặc biệt đừng quên đăng ký hay còn gọi là subscribe kênh tiếng của mình. Bây giờ chào các bạn, hẹn các bạn những video sau nha.